là được đặt cái dành cho anh Khang, hình bi thông thoáng. Rồi 3 4 5 rồi, còn 6 8, đâu đấy con 8, con 8 sẽ phải điều kỹ một tí, tại vì không phải là tất cả các đường để bắn con 8. Có một đường đã bị con 9 che mặt rồi. Điều ý tốt, hơi quá lực một tí thôi nhưng mà như thế này là đủ, vẫn đủ thoải mái mà chém. Sẽ làm pha một băng ra bên kia ra, đúng rồi, một băng sang bên kia, hai băng nở ra là đẹp. Con này cũng chỉ là cắm táng một băng ra thôi. Rồi đủ rồi, đủ rồi, má như thế này thì là điều 8 rộ tít. Phải chăng là điều 8 rộ tít phía trên chỗ anh Khang đang đứng chăng? Không, khá được điều 8 rộ 10 rồi. Xử lý nốt con 8 là gần như hết. Xong. Một con 9 cơ bản, một chín gần như không thể trượt.